Jenny mến chào tất cả các anh chị. Hiện tại đó thì Jenny đang ở trong một cái khán phòng rất là đông, rất là đông các anh chị chủ tiệm nail. Họ đã tập trung về đây 2 ngày. Và không biết anh chị ở đây có đang thắc mắc tò mò hỏi tại sao tiệm nail bận rộn công việc gia đình mà tại sao họ lại trở về đây 2 ngày để làm cái gì không ạ? Mến thưa với các anh chị, đây là một cái chương trình gọi là nail workshop. Cái chương trình này đó thì sẽ giúp cho tất cả các anh chị ở trong ngành nail của mình học được một cái lớp căn bản về làm sao để mình có thể quản lý doanh nghiệp tiệm nail của mình, về làm sao để mà mình có thể giữ được thợ của mình, về làm sao để mà mình có thể build thêm được khách, làm sao để cho khách của mình có thể giới thiệu cho quảng cáo giùm cho mình. Sau bây giờ đó em sẽ bắt cóc một vài anh chị chủ tiệm nail ở đây, cũng giống như là tới từng cái station một để mà cho anh chị coi thử đây họ đang làm cái gì nha anh chị. Cái chị nào đã từng scan rồi, ưu tiên cho những người chưa. Em sẽ quay cái màn hình lại. Thời gian mình không có đủ nhiều. Em chào chị. Ưu tiên cho người mới. Dạ chị ơi, chị có thể cho em hỏi thăm đầu tiên đó là chị có thể giới thiệu chị tên gì, chị đang ở đâu, chị có phải là chủ tiệm nail không? Dạ. Chào chị Jenny, mình là Lily Huyền Trang, mình sống ở Calgary, Canada, mình là chủ tiệm nail và mình đã áp dụng tiệm nail và có rất cũng nhiều kết quả tốt, nhưng mà mình muốn cũng nhiều tiệm các bạn tiệm khác. Sau phần đặt câu hỏi 5 phút mình rồi làm đó, như thế nào và mình muốn làm về để học cái khóa bài bản sẽ kết thúc cách xếp ra tiệm nail, thì mình thấy ra rất nhiều cái kinh nghiệm hay mà các anh chị chủ tiệm từ những nhiều nơi đổ về. Dạ. Hiện tại là chị đang làm, đã làm nail bao lâu rồi và hiện tại chị đang có bao nhiêu tiệm nail ạ? À? Mình có một tiệm nail thôi, mình mới làm được một năm vì mình mới sang Canada được có gần 5 năm thôi. Ở Canada được gần 5 năm mà chị đã làm chủ được một năm. Thì tại sao chị tới cái workshop này? Mình thì mình muốn làm cái gì nó cũng thật là bài bản á. Thì mình cũng đi sang Canada, cái là mình đi học ở trường thẩm mỹ của Canada luôn, là học tất cả các môn trong đó. Thế nên mình muốn làm bài bản, cho nên bây giờ có một cái trường mà dạy cả cách quản lý nữa, tức là mình đã học nghề các thứ rồi, bây giờ mình học cách quản lý một cách bài bản nữa thì mình thấy rất là thích. Wow, em chúc mừng cho chị. Muốn kinh doanh thì phải học quản lý đúng không chị, chứ không thể nào mình đi lấy công làm lời được đúng không ạ? Vậy thì trong hơn một ngày qua đó, khi chị tới cái lớp học quản lý doanh nghiệp tiệm nail này đó, thì chị so far là chị đã học được cái gì trong này, chị thấy cái gì hay ạ? Mình thấy cái hay nhất là cái cách mà gọi là cách quản, bao giờ vấn đề về cái tiệm nail cũng là cái vấn đề mình, vì mình là service và rất nhiều nhân viên, thì rất nhiều cái vấn đề giữa nhân viên với khách với cả chủ chẳng hạn, thì mình học được cái cách là bây giờ gọi là quản lý tiệm và có xây dựng cái mối quan hệ với nhân viên với khách trong một cái mối quan hệ nó bền chặt. Và trong một ngày mấy qua đây thì chị đã học được những cái phần chị cần học chưa ạ? Dạ, mình học được rất nhiều rồi, mình thấy rất là bổ ích ấy. Và mình sau chuyến này thì mình rất muốn là mời các bạn mà đã đang là bạn của mình mà có tiệm nail đó ở Canada hay là ở châu Âu đó cùng đến học ấy. Dạ, mình thấy rất là quý báu đó. Dạ, thì với cái kinh nghiệm trong gần 2 ngày hôm qua chị học được á, thì chị có một cái lời nào muốn nhắn nhủ với các tiệm nail ở ngoài đó không? Cái ngành này nó càng ngày nó càng phát triển đi lên đến một cái mức mới cao hơn, cho nên là chúng ta cần phải học, chứ chúng ta không thể nào mà chỉ áp dụng những cái từ ngày xưa được. Em cảm ơn chị rất là nhiều vì chị đã chia sẻ nha. Rồi em sẽ tới đây cho các anh chị coi. Hình như nơi đây đó anh chị, em biết là một cái station mà mọi người đang hướng dẫn cho các anh chị về cái cách để làm sao làm những cái dịch vụ natural trong tiệm nail ha. Thì đây là những cái giỏ họ làm và những cái menu poster và cái cách mà người ta huấn luyện cho mọi người. Mình tên Nguyễn, đến từ Florida, đang làm chủ tiệm nail trên 10 năm. Wow, vậy rồi bận rộn rồi làm sao, lý do nào mà chị lại bỏ 2 ngày mà chị tới đây? Muốn kiếm thêm thu nhập á. Trước khi bỏ cái này vô mình có kiếm thêm thu nhập cao rồi, nhưng mà nó bận rộn nhiều quá cho nên em muốn kiếm thêm thu nhập để mình gần con cái mình hơn. Tức là cái tiệm nail hiện tại thì nó đang cho chị cái thu nhập, nhưng mà cái mà chị đang tìm kiếm đó là cái thời gian với gia đình. Thì bởi vì vậy mà chị tới cái lớp nail workshop này để học cách làm sao mà vừa có thêm thu nhập mà lại vừa có thời gian cho gia đình. Đúng không? Ok. So, ngày hôm qua tới giờ đó thì chị đã học được gì rồi? Học theo cách giống như mình
làm sao run cái tiệm. Mình sẽ còn 1 phút nữa sẽ kết thúc cái gì nhé. Tất cả các bạn chú ý, mình sẽ còn 1 phút nữa nha. Mình sẽ kết thúc cái phần 1 nha. Đi đây đi kia cho nó dễ. Làm sao để mình smooth trong tiệm để mình đi ra đi vô cho nó dễ. Tức là chị đã học được cái đó từ cái việc mà những người ở đây dạy cũng giống như là chia sẻ đó hả chị? Dạ đúng. Dạ. Rồi sau là chị có cái lời khuyên nào với các cái chủ tiệm nail ở ngoài? Bạn số 1 bằng mát á sẽ mua qua bằng facial spa. Bạn số 2 nhìn thấy mình hồi xưa bận rộn. Bạn số 2 sẽ mua qua bằng thêm cái bên phải bên trái đi, tôi tán nha. Nhìn thấy mình thì đi ra ngoài chứ đừng có bận rộn trong tiệm. Rồi. Không có thời gian. Tức là chị muốn cho những cái chủ tiệm nail đó biết là đi học cái lớp này thì sẽ giúp cho họ vừa kiếm tiền vừa có thời gian. Ok. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chúc cho anh chị thành công nha. Thì tại Lily Lily luôn bận rộn cho nên Lily phải có mặt cái buổi workshop ngày hôm nay. Tại vì mình quá bận rộn cho nên mình phải có mặt được workshop ngày hôm nay. Vậy khi mà mình có mặt được cái workshop ngày hôm nay thì nó sẽ giúp cho mình bớt bệnh hơn à? Thì Lily cũng nhờ từ một người bạn chia sẻ cho Lily thì Lily cũng bạn của Lily cũng nằm trên tình trạng như vậy, đã tham dự cái buổi nail workshop này đã giúp bạn Lily bớt bận rộn hơn. Có thể mình làm kinh doanh làm nail mà mình không lúc nào cũng phải trực tiếp ở tiệm mình, nhưng mà mình vẫn run cái business mình tốt. Đó là cái lý do Lily đến cái buổi nail workshop ngày hôm nay. Tức là Lily muốn là làm sao mình làm trong chủ tiệm nail nhưng mà mình run cái business tốt nhưng mà mình vẫn có thời gian, thì cái nail workshop này họ sẽ dạy mình điều đó hả em? Chị họ dạy mình điều đó, em biết được cái xu hướng khách hàng thời nay. Thì từ hôm qua tới giờ Lily đã học được gì rồi nè? Lily học biết cái cách để Lily không có bận rộn nhiều, mình làm chủ. Mình run business của mình không có trực tiếp ở đó. Thứ hai nữa là Lily có thể đáp ứng được cái xu hướng của khách hàng thời nay họ muốn gì. Lily thu hút khách, giữ khách khá là nhiều. Lily đi cái lớp này là lớp thứ mấy? Lily đi cái lớp này là cái lớp chắc thứ 8, thứ 9. Wow, vậy Lily về đã áp dụng vào trong tiệm chưa và có kết quả không? Dạ, Lily đã áp dụng vào tiệm, cũng nhận được kết quả rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Thu nhập nó có tăng lên không? Dạ, tăng khá là bao nhiều. Bao nhiêu phần trăm nhỉ? Em nghĩ chắc khoảng 50%. 50% luôn hả? Yes, chị. Trời ơi, rồi bây giờ có thêm thời gian với gia đình không? Bây giờ thì hiện tại trước đây Lily đã làm 7 ngày. Wow. Thì hiện tại bây giờ Lily làm chỉ có 4 ngày cuối tuần. Trời ơi, hạnh phúc chưa? Cho nên là Lily cứ đến tiếp tục đi 7 lần. Thì bây giờ Lily đã có thời gian với gia đình Lily 3 ngày. Wow. Cho nên là Lily tiếp tục đi nữa thì Lily sẽ hy vọng là có mặt ở tiệm mình chỉ cuối tuần thôi. Wow, tuyệt vời quá. Dạ. Chúc mừng chị, và chị có thể cho một lời khuyên cho các chủ tiệm nail ở ngoài được không? Để họ, tại vì em biết họ cũng muốn có thời gian. Dạ, lời khuyên thì Lily không dám. Tại vì Lily làm những cái Lily học được. Lily nhận được kết quả như thế nào thì Lily sẽ chia sẻ như vậy. Thì Lily gửi lời đến các anh chị em chủ nail mình hiện tại đó. Nếu mà muốn được như mình có cái thời gian mình xíu anh giữ khách giữ thợ đáp ứng nhu cầu của khách hàng thời nay thì Lily nên mình làm chủ doanh nghiệp, mình nên đến cái buổi workshop ngày hôm nay, nó rất là hữu ích. Rất là hữu ích phải không ạ? Nên tới cái workshop đó. Một lần nữa em cảm ơn chị rất là nhiều và em chúc cho chị một ngày một thành công hơn nữa, và trong một thời gian rất là gần chị sẽ không phải chị chỉ đi làm vào weekend hoặc là không cần phải đi làm vào weekend luôn nha. Thank you chị. Ở đây là có rất là nhiều dược sĩ nè. Có rất là nhiều dược sĩ họ chăm sóc tới sức khỏe anh chị. Họ đã đo để chăm sóc tới sức khỏe để coi thử là khả năng của họ có thể phòng chống những cái căn bệnh ung thư, bởi vì mình hít những cái chất độc ở trong tiệm nail rất là nhiều đó. Thì nơi đây họ sẽ chơi. Em chào chị dược sĩ. Mình đang làm gì đây chị nhờ? Mình đang tư vấn cho các anh chị này đang đo sức khỏe, đề kháng sức khỏe. Là đo về cái sức đề kháng của sức khỏe. Chị có thể giới thiệu một chút xíu được không? Hi Jenny, mình tên là dược sĩ Phượng Đoàn, đến từ thành phố Salem, Missouri. Và chị tới đây để hỗ trợ cho mọi người, tư vấn cho mọi người về chăm sóc sức khỏe trong ngành nail hả chị? Trong tất cả mọi ngành. Tại sao mình nói trong ngành nail? Tại trong cái workshop này có rất nhiều anh chị chủ tiệm nail hay làm ngành nail, mà ngành nail có rất là nhiều độc tố. Cho nên hồi nãy mới đo cho em này không có 17.000 thôi, còn muốn xỉu luôn. 17.000 nghĩa là sao chị? Tại chỉ có những người mà trên hàng teen á, là những người bị cancer mới có cái số đó. Một người trung bình á, average minimum là phải là 50.
mà cô này có mười mấy thôi. Tại chỉ những người bị cancer mới bị cái số đó. Tức là nó nghĩa như vậy là 17.000, tức là sức đề kháng của anh chị rất là yếu. Thì anh chị tới đây anh chị sẽ được đo máy để biết được cái khả năng của anh chị có thể đề kháng và phòng chống lại ung thư là bao nhiêu phần trăm. Chị có thể nói sơ sơ là ví dụ như là làm sao để có 100% khả năng phòng chống ung thư, và nếu mà 17.000 thì mình có khả năng phòng chống ung thư bao nhiêu phần trăm chị? Ok, khả năng thật ra không có ai có 100% immune system. Cái đó là giống như chắc baby sinh ra cũng chưa được nữa, đúng không? Nhưng mà cái đó là we try to get at higher. So the average là 50, nhưng mà mình không ai muốn average. Đúng không? Nhưng Jenny đâu muốn cái gì trung bình, mình cái gì cũng muốn hơn trung bình, đúng không? Chị. Mình đâu muốn cái xe trung bình, đúng không? Cái worst trung bình đâu. Đúng thì rồi. Sức khỏe mình cũng vậy. Đúng hay vì mình mua cái giỏ LV mình xài sướng đi ra Walmart một cái giỏ, đúng không? Đúng rồi. Thì sức khỏe của mình cũng vậy. Cho nên mình lúc nào cũng hơn cái trung bình. Thì càng cao thì mình càng khỏe, mình càng mạnh. Tại sao vậy? Tại khi mà cơ thể mình khỏe đó, giống như mình ở từ tuổi mười mấy hai mấy mình vô cùng khỏe, là mình không có bị bệnh gì hết. Trên thấy mấy người em má mặc khỏe mà đâu bị bệnh gì đâu. Dạ. Thì thời đó đó là mình có thể đề kháng được naturally, cơ thể mình đề kháng được. Thì bây giờ mình dùng những cái supplement nó boost up cái immune system của mình để mình trở lại thời son trẻ của mình. Mình có ở đây mới có những sản phẩm có gọi là age lock technology. Và đó. Và cho em hỏi là ở đây thì khoảng chừng bao nhiêu dược sĩ có mặt ở đây ngày hôm nay chị? Nhiều quá sao biết được. Nhiều lắm luôn hả? Wow. Đếm không hết đâu. Khi anh chị tới để mà em cảm ơn chị dược sĩ Phượng rất là nhiều nha. Khi anh chị tới để học quản lý doanh nghiệp tiệm nail thì ở nơi đây họ có một cái chương trình chia sẻ cho anh chị dược sĩ khoa học da để anh chị ý thức hơn về cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của mình trong ngành nail đó anh chị. Và có những cái chuyên viên, em thấy có cả chục dược sĩ ở đây nè, họ sẽ giúp cho anh chị ý thức hơn trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe ha. Chị đến từ đâu vậy? Em đến từ London chị. Ở London. Dạ. Chị làm nail được bao lâu rồi? Em làm nail được hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Dạ. Hiện tại chị có đang làm chủ không? Dạ em có chủ hai tiệm nail. Rồi có chủ hai tiệm nail thì chắc cũng bận rộn lắm phải không chị? Dạ em rất là bận rộn. Vậy lý do tại sao chị tới đây? Em muốn tới đây để em học thêm về cách quản lý tiệm nail, làm sao để cho thợ tăng thu nhập và làm sao để cho tiệm tăng thu nhập, và em muốn là có thời gian thêm để dành cho gia đình và con em. Ok. Chị thì trong hai ngày hôm qua chị tới đây đó thì chị đã học được cái gì rồi? Em học được rất nhiều từ anh chị Lý Đời. Ví dụ như là cái gì chị? Vấn đề mà đang rắc rối nhất trong tiệm của chị bây giờ là cái gì? Dạ em đang rắc rối nhất, anh hiện giờ là tiệm em thu nhập rất là ổn định, em rất là happy, nhưng mà em muốn làm sao để có thời gian để mình đi ra ngoài mà mình không có cần lo gì ở giống như ở trong tiệm mình, để làm sao mà thợ để có thể quản lý tiệm mình mà mình phải có thời gian mình đi đây đi đó. Ra em học được rất nhiều từ anh chị leader, và anh chị dạy em cách làm sao mà để tăng thu nhập, để làm sao mà để tăng thu nhập thêm cho mình và tăng thu nhập cho thợ. Dạ, vậy là chị đã học được chưa ạ? Dạ em học rất nhiều. Vậy chị có một lời khuyên nào cho các anh chị tiệm nail đang ở nhà mà chưa được biết tới cái lớp quản lý doanh nghiệp tiệm nail này không, cái workshop quản lý doanh nghiệp tiệm nail này không? Dạ. Em có lời khuyên là nếu mà anh chị nào chưa từng tới đây nên tới đây một lần. Dạ, một lần để học những cách anh chị leader dạy mình làm sao mà để mình tăng thu nhập thêm cho tiệm và cho thợ, và làm sao mình để có thời gian cho gia đình con và gia đình mình. Wow, tuyệt vời quá, và em cũng chúc cho chị sớm thành công và làm được cái mục tiêu của mình nhé. Dạ em cảm ơn chị. Mình là Khoa Lữ, mình tới từ London, nước Anh. Wow. Dạ. Rồi chị, anh có đang có tiệm nail không anh? Dạ, em làm chủ hai tiệm nail và em làm nail được 19 năm chị. 19 năm. Vậy rồi tại sao anh lại bay tít từ bên London mà để qua tới bên này? Cơ duyên nào mà anh biết tới cái lớp workshop quản lý doanh nghiệp tiệm nail này anh? Dạ, cảm ơn chị hỏi câu hỏi đó. Mình ở thật là xa nhưng mà mình không phiền bay qua đây, tại vì mình có một người bạn đã giới thiệu mình là nail workshop. Mình cũng chưa biết nail workshop là gì nhưng mà bạn mình nói là hãy đi. Anh sẽ học được nhiều ở nail workshop và cứ đi đi, anh không bao giờ hối hận. Thì qua 3.5 ngày và mình học thì mình thấy trong nail workshop quả thật là có nhiều điều mà mình cần phải học. Ví dụ như cách quản lý tiệm nail sao. Hồi xưa giờ mình kinh doanh mình không bao giờ để ý tới vấn đề quản lý tiệm nail mà mình cứ việc làm thôi. Nhưng mà từ lúc mình đi học được á, đi học nail workshop ở đây á, thì mình thấy là học được cách quản lý và bản thân mình phải học và noi theo cái nội dung đó thì mình mới có thể tạo được cái relationship giữa nhân viên
và người thợ nail và giữa người thợ nail với người thợ nail. Okay. Và đến đây anh đã học được điều đó. Chính xác chị. Oh my god. À, đó là một cái điều rất là rắc rối, rất là đau đầu ở trong ngành nail bây giờ. Vậy thì anh có lời khuyên nào cho các chủ tiệm nail chưa được biết tới lớp học này không ạ? Dạ em khuyên mấy anh chị chủ tiệm nail dù bận rộn cỡ nào, em thì hai tiệm nail em rất là bận rộn, em không có thời gian. Nhưng mà mình phải sắp xếp, mình phải đi lại đây, mình học hỏi. Bạn này rất là bổ ích, mình học hỏi được về á, mình có thể xài trong tiệm nail, mình apply vô tiệm nail mình. Thứ nhất á, mình giải quyết được bài toán là mình có thể có thời gian cho gia đình mình. Nếu như cái bộ phận giữa chủ tiệm nail, giữa thợ, giữa khách hàng mà mọi việc mình giải quyết được ổn thỏa thì mình không cần phải có mặt ở tiệm 24/24 và tiệm mình vẫn coi như là nó smooth và không có gặp bất cứ rắc rối nào. Hãy về đây học, tốn 4 ngày hoặc 2 ngày. Cái đó không có phải là nhiều lắm đâu anh chị. Mình bỏ ra tiền bạc không, nhiều khi nó không phải là tất cả. Nhưng mình học được cách quản lý thì mình về mình có thể làm gấp 5-10 lần nếu mình không đi. Wow, thank you anh. Oh, bên này người ta dạy làm facial nữa anh chị à. Ok. Mọi người đang dạy làm facial. Cho nên nếu mà anh chị là chủ tiệm nail thì anh chị cũng nên tới học những cái cách làm facial xem tham trên tre nè. Ngồi trên ghế vẫn làm được. Rất là đông chủ tiệm nail ca. Khi anh chị tới đây đó, anh chị có thể học được, có thể hiểu được về cái xu hướng thị trường của mình hiện tại nó đang đi đâu, nó đang như thế nào, để anh chị có thể thay đổi, để thích nghi với lại nhu cầu của thị trường bây giờ. Anh chị có thể học được cái cách làm sao để kinh doanh chứ không phải là mình đang làm tiệm nail. Và cái cuối cùng đó anh chị, là anh chị sẽ học được cái cách làm sao để cân bằng được cái tiệm của mình để có kết quả hơn và làm nail, nhưng mà anh chị sẽ có thời gian với gia đình của mình nhiều hơn nhé. Và anh chị muốn biết bất cứ thông tin gì anh chị hãy trở về đây để học nha.